Phước chơi là Phước. Chẳng đá chạy nhiều vô. Đều đầu. Dân. Thôi được rồi, một. Một pha chạy nó không tới rồi. Anh cầu thủ Hoàng Giang vừa có một pha sút 1 mét. Hết rồi chặn lại rồi đệm vô chứ tụi nhưng chọt cái tàu lao với tụi. Xin lỗi hơi đơn mét nha mọi người. Một pha làm đơn mét các khán giả. Mình chọt tàu lao. Đơn mét một pha làm đơn mét nha nè. Sỏi kia. Nó ơi sói. Gặp con chết rồi. Gặp con chút giấc chiếu chết luôn liền. Nói buồn vậy trời. Biết là không biết ngã đập phao đó liền. Thằng mới mà con không hại được nó mà thằng đây tuổi gì. Hại nó luôn. Đang quay phim nha, về nó coi nó buồn lắm. Lại hát của cầu thủ lộ của chúng tôi hát lại rồi.
Phước phước này nói con. Con đẩy cái ông là anh tới rồi, con đẩy ra ngoài một chút. Đẩy ra khỏi trụ điện rồi đẩy ra ngoài đi. Đâu ăn đâu. Cái chân trái mình khước cái làng qua kia trên sao chọt cái mũi vậy đó. Bên chân trái mình khước qua kia bên kia chọt cái mũi vậy đó. Ông Mỹ cũng đá heo quá, ông cười nấu. Ông Mỹ cũng đá heo, ông cười nấu. Còn đứng đây mà Thiên ơi. Đứng vậy mà phạt kép vậy trời. Chờ luôn. Đúng rồi. Con nhận chú Sơn quay về nhìn giống tờ sát hả chú Sơn? Mình nhìn về không khác gì một bãi chiến trường đang sắp chuẩn bị nổ ra. Một hạt cứ là vào quên hòn gốc. Không được rồi, không anh được thử mong mà đạn lọc. Cái nghe đâu? Bắt đầu! Wow! Một hạt đánh đầu cần kìa cho trời người coi. Một không dành cho đội kia. Cái đội này ăn trước là đội thua. Có con ở ngoài đường biết rồi vô đế nghe được ớt thủ môn khó đó, thủ môn nhỏ được cho thủ môn đó khó vô. Cầu thủ hồn nhân của chúng tôi giờ đã biết thi đấu đầu đội kịch kỳ, chắc chắn là rơi một phát đánh đầu rồi không qua được anh Hồng có rồi, một phát đi bóng đó là anh cái giò cảnh sát. Không được rồi, không qua rồi. Một pha xử lý rất khéo léo của cậu số 11 này mà. Đây là một pha ném viên của đội chiến về. Ném ma ngậu quà đây ném ma. Đó, ném ma 11 à. Dạ không, tiếng đạt là tàu lao. Đó, cái đó mà gọi là ném ma đúng không? Ném ma mới đá vậy chưa? Ném ma đá vậy hậu ở bá xa đá. Bữa này là cầu thủ tiếp theo. Một pha đi bóng rất khéo léo tiếp theo. Đây là cầu thủ khỉ rồng xanh chịu bóng cho ấy coi một vài người rất tốt của anh đầu gấu ấy ấy là học sinh gương mẫu trời đi đá banh bận đồ chắn chắn chạy chứ chú Sơn cũng lì một pha nhà cực kỳ đẳng cấp của cầu thủ Nghĩa Lộc này mà xin về cho khỉ rồi khỉ tàu xin lên chịu bóng rồi không qua được anh Hoàng có rồi. Ê, có cảnh sát cơ động ở đây mà dám làm lộn hả? Hay quá. Không được rồi, không gấu. Em. Mình
bạn đấy là thiệt ra nếu mà bên tay là ôm lại mà thằng Cảnh nó đã đá liếu vô cũng tính mà. Trả đi bạn đang Cảnh ôm lại cho con một pha xử lý rất công bằng của cameraman cực kỳ đẳng cấp. Thằng An nó nói cho ai dám nói chứ sao mà công nhận An Thành cũng đại ca cũng nói ra nó nghe nó coi rồi nó quýnh cậu khép gồm đâu không mà An Thành không biết đỡ luôn còn tin tông chứ không là con mới nói chứ con lúc nào con vô trắng chứ sao cũng không được xem hết mà con mới nói chứ không thôi nãy dừng giờ lũ nó làm biến coi để nó vô nó kích vô coi lũ nó cũng làm gì biết chứ sao vậy đăng lên fanpage mà người ta nhìn người ta biết người ta ít kích vô cho chỗ đăng lên trên fanpage mà nhưng mà lũ nó không để ý đâu với lại mấy lũ đó còn lướt khi rồi không à ừ. Với rồi cho game một đi cho gái luôn không à cậu lao không nói chuyện đâu hỏi tên nha nha. Đi ra Phước. Giang áp cao lên cho ỉ nó đâu. Gớm. Ê không nói tào lao nha. Khủng đâu mà để giữ sức đá banh. Ô sao bọn đá nó đứng mình vậy? Danh mập ngồi xuống coi. Mưa kìa. Trễ vậy. Thì nào có chờ được mấy đá đâu có chờ. Không có sự kiên nhẫn phải cho nó được kèo thôi. Đá được vậy mà. Chờ nghỉ nè, chờ nghỉ nè. Chờ nghỉ nè. Vô làm một cú cái tay cái lấy từ thằng trong coi coi nó đánh nó con không được đám mới cười nha. Chị mạnh nha. Giang mở rộng ra. Ý, Giang kia. Ý, chuyện nó bắt bài hết. Ngon Ý. Một bài xử lý khéo léo của Ý luôn rồi. Ý, ngon á. Chua, chua. Man râu, bên tì. Min râu. Bên anh tì. Giang đá vô thì không vô. Xe ra coi. Phước xe ra Phước. Một điều. Mình đi đá từ từ đá nhém hướng đá vô. Một điều. Đá không có trọng tài mà khi nào la là ngừng lại. Mang kia ý ra hè đừng cừ nó nha. Chơi đỏ đó là một tập tính khô không tốt nha các bạn. Hãy học tập theo minh thuyết với những pha tấu hài là chinh mục đầu.
các bạn hãy ghi nhớ điều này. Các bạn không được bao giờ khinh thường người khác, đặc biệt là cầu hôn tất cảnh. Khinh thường người khác thua xong nó không ra chữ. Nó coi nó chửi mặt mày nha, cái thằng khùng. Sao? Đạp luôn. Chứ đâu có tính toán mà sao chữ được. Đừng. Vụ gì vậy? Nói chưa à? Bên nào giàu, có vụ bên kia làm tức mày bút đó. Bên nào chưa làm tức mày bút không? Anh Tiến đạt liền. Đầu bố, xem vô, xe ra coi cu. Ê, lộ. Vậy là mình nó no đòn luôn. Ủa là em một cái vậy nè. Cầm cái này muốn một cái nè. Bút xung tăng dựng. Con nhau nhảy. Bà đi kêu bút con không? Dạ mở rộng ra. Hãy dò chuyện mấy bánh hay không ạ? Những pha xử lý đậm chất cây nhân của cây giò. Chị ăn chị, đâu kia đấy. Bánh đâu? Đã đây còn ai? Chị Giang. Giang chị Mảnh. Giang kia kia. Hay quá. Anh bên lớp 10 anh gì à? Giang mở rộng ra. Khỉ ít chạy đi, chạy nhiều quá nó mất sức. Ôi thằng kia nó nệm cái nó dậm cái sao rồi. Ồ. Cái sân banh mà dúng ở nhà bỏ nệm vô nệm hết đó. Ồ. Cái lỗ lít lắm. Như các bạn đã thấy có một thằng đi lao đủ lít đủ đồ. Ôi phim mà. Cả sức cơ động coi mít vô. Đó rồi thằng kia. Ôm lại. Bạn ôm lại chứ đâu. Đâu. Ông mấy lên lớp 6 mà ông biết anh em nào ông dạy. Ông anh em nay ông mới lên trường đây học mà ông kêu anh em nào ông dạy. Tôi già nhất ấy. Chắc đi ăn nghe chơi sao cảnh theo. Chạy ra. Mạnh luôn. Phía đâu? Kè màn cao vô. Ơ gì vậy? Ồ thằng đấy nó không sợ hiết luôn trời. Hiết đại ca nó cũng sợ. Hiết làm gì hiết? Kéo lưới gì vậy hiết? Làm duyên hay sao vậy? Ủa bánh đi khỉ. Để hiết cái lòng con. Kia bánh kia. Hiết vô đây hiết. Chạy là mê hiết. Trên cờ đâu? Giang mở ra.
chạy về lấy. Chị Giang, chị thù hú khỉ ra đâu vậy Giang? Chị vậy được. Không thi hả? Không thi hả? Chưa thi. Thi, thế người mà sao nó không vô? Phải vô không? Phải vô không? Đâu không? Giang, Giang hiệu suất đi bàn tốt vậy đâu? Giang chọn trận nó 3 bàn. Trận này 3 bàn rồi. Trên cỡ đâu? Ủa? Còn cái 32. À, ai cho nghỉ? Thằng Phước được chứ, nó không cho nghỉ. Phước ra coi Phước. Còn sân mà chừng nào nó mệt nó ra rồi. Ê, ê, ê. À, bún à, máy vô ha. Giang kia, Giang sỏi kia, Giang lui về. Anh Giang, đâu bốn hai chị á. Giữ bám lại. Cô ngồi xuống cô. Cùng cái đầu chi đó. Ồ. Bành ngang cái đầu tầm chân, lấy cái chân cho lấy cái đầu chi. Ông đầu là chấn thương chứ. Lâu lâu. Ồ, không bành lại lấy cái chân hất ra chứ gì đâu ngang cái tầm chân mà. Bỏ chạy. Ê bài, ê. Phước bị Giang luôn. Phước mà nó thủ Giang ai chịu đấu.
Giang mở ra. Chạy á. Chạy á. Ê dữ. Muốn bánh đâu con? Chưa. Muốn bánh bánh đâu bánh đâu? Ê. Trời ơi cho nói vậy con. Thì nghĩ vậy hay đó. Ủa. Xuống đi, ngồi xuống coi. Rồi bà la, ông la gì? Giang chị. Giang ra bài biên chứ vô trong giữa chi vậy? Ý chặn lại Giang luôn. Ý Giang mở ra lấy rồi dứt luôn, dứt nhanh đi. Giang lừa đâu vậy trời, dứt mạnh sâu cho bỉ chi cho biết. Hết hiệp 1, uống nước đi.